Chị đã sử dụng EV Princess chưa? À rồi, có dùng rồi. Chị sử dụng được khoảng bao lâu rồi? À, năm ngoái á, mình dùng cũng đẹp lắm. Nhưng mà sau xin á, bên thành đang không dùng nữa. Vậy là con nhỏ cũng có thời gian, bây giờ muốn da đẹp lại cho nên đi mua lại để dùng lại. Muốn cho da nó đẹp như trước đấy. Chị trước khi sử dụng EV Princess á, chị thấy khoảng bao lâu thì nó có kết quả? À, khoảng 2 tuần sau, khoảng 2-3 tuần sau là da nó đẹp. Nó đẹp và đẹp sao chị kể cho quý khán giả xem? Nó đẹp thì đẹp lắm, bởi vì là khi đó là da mình nó nám nhiều lắm. Nhưng mà khi mà dùng khoảng 2 tuần, khi mà dùng là da chết nó bong ra nhiều lắm. Xong rồi da nó đẹp mà nám nó đi phải 97-98% á, đến nỗi mà bạn bè đi đâu ai cũng ngạc nhiên, nói là da nó đẹp và nó trẻ ra. Nhưng mà sau khi mình xin mà không dùng nữa thì nó là bị lại, thì mình muốn da nó đẹp cho nên hôm nay đi mua thôi.